Rất vui chào mừng toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Bữa nay chúng ta đi vào video chuyện ma số 111. Câu chuyện của một bạn tên là Trực. Bạn đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì công việc của bạn là một bảo vệ cho một cái phòng khám đa khoa. Mỗi ngày mà tới ca trực đêm thì sẽ có hai bạn trực chung. Thì cái bữa đó vô ca trực là 10 giờ đêm rồi. Cái thằng em chung làm chung nó mới kêu là anh Trực ngủ trước đi, chút nữa dậy rồi Trực cho em ngủ. Có nghĩa là chia hai ca ra, đứa ngủ đứa trực. Kể sơ qua qua về cái câu chuyện, cái công việc của bạn Trực như vậy. Thì cái câu chuyện nó gặp đến, bạn Trực gặp đến là trong cái bữa ngủ hôm đó. Thì khi bạn cũng đi vô cái ghế bố đặt ở trong góc á, nằm xuống ngủ. Bạn cũng dễ ngủ lắm, nằm xuống cái là ngủ liền. Thì bạn với cái thằng em kia được điều về đây là cũng hơn một tháng rồi. Suốt thời gian qua bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà tới đêm đó ngủ thì lại nghe lạnh. Trực nói là lạnh giống như cái kiểu mà mình nằm xong rồi người ta đặt mấy cái cây nước đá xung quanh mình vậy đó. Mà mở mắt ra thì xung quanh tối hù. Tay rời xuống cái đèn đeo bên hông mà gỡ hoài gỡ không ra được. Xong rồi làm như có cái ai cứ giữ cứng tay chân mình lại vậy đó. Bạn dãy quá trời dãy luôn. Hai cái lỗ tai lúc đó nó ù ù ù, như là đang chạy xe nhanh mà gặp gió vậy đó. Hoàn toàn không nghe được bất cứ một cái gì xung quanh hết. Rồi lâu lâu lại vang lên cái tiếng cười văng vẳng, mà tiếng cười là của con nít. Cứ ù ù một chập rồi lại nghe hí hí lên. Bạn thì ra sức dãy dụa mà không tài nào thoát ra được hết. Thêm một chập nữa thì bạn mới thấy mình mất toàn bộ sức lực rồi, và cũng không biết gì nữa luôn. Thì tới hồi bạn mở mắt ra thì bạn giật mình, thấy có mấy người bận đồ trắng đứng kế bên cười với bạn. Bạn hoảng quá ngồi bật dậy một phát la lên. Thì cái người kia mới chửi, mới nói là ông nội, bữa nay bị gì vậy? Đừng có nói chơi đồ đi Trực nghe cha. Thì định thần lại mới biết là anh bác sĩ trực đêm ở cái phòng khám. Anh này cũng còn trẻ, hơn Trực chừng 2-3 tuổi gì đó thôi. Mấy bé hộ lý thì lại nhìn bạn chụm miệng cười rồi đi chỗ khác. Trực mới hỏi anh bác sĩ là anh đó, anh tạm gọi anh là anh Trung đi. Tại vì bạn Trực bạn nói là anh bạn muốn giấu tên anh. Tại vì một chút sau thì mọi người sẽ hiểu tại sao bạn phải giấu tên anh. Mới hỏi anh Trung là mình bị làm sao. Thì anh mới nói là cái thằng em Trực chung với Trực á, là thấy giải đùng đùng mới chạy ra vô kiểm tra mà kêu hoài không có dậy được. Mới chạy vô trong phòng khám kêu mọi người ra phụ một tay đưa vô phòng cấp cứu, sợ là bị động kinh hay gì đó. Thấy giải quá giải cho nên là anh Trung mới chích cho bạn một mũi an thần nhẹ. Xong xuôi rồi anh mới hỏi bạn là bị cái gì. Mới kể ra, thiệt tình kể ra mấy thứ mình trải qua nãy giờ. Anh cười nói là bị mấy dông di nít nó phá thôi chứ không có gì. Bác sĩ mà nói vậy đó, là tin tâm linh. Chút nữa sẽ hiểu tại sao ông tin tâm linh, tại vì ông cũng trải qua rồi. Thì ông nói thêm là lâu lâu ở đây có mấy ca cấp cứu mà sản phụ bị tai nạn mà không có kịp tới bệnh viện lớn á, mấy cái thai mất tại đây. Thì có lẽ tụi nó chọc kẹo thơ chơi thôi. Thế là cũng là tụi nó thôi chứ không ai vô đây đâu. Bạn nghe bạn bắt thấy sợ. Đó giờ đúng là chưa gặp lần nào luôn, cho nên làm sao bình tĩnh được. Mà giờ đó là tầm 3 giờ sáng rồi. Thì lúc đó nó cũng vắng lắm. Mấy bệnh nhân mà có ở lại thì cũng ngủ hết rồi. Anh Trung mới ra ngoài chỗ ngồi Trực á, nói chuyện với hai bạn cho đỡ buồn. Giờ đó thì bên ngoài không khí thoáng, hít thở trò chuyện một hồi. Anh Trung mới hỏi là mày có thắc mắc làm sao mà tao làm bác sĩ mà tao tin, tao nói là nói chuyện dông nhi được không? Thì hỏi làm sao, anh mới kể là anh đã từng trải qua rồi. Cái câu chuyện đó của nhiều năm trước. Cái thời đó anh Trung là sinh viên năm nhất. Nhóm bạn của anh gồm có 6 đứa, 4 trai 2 gái, thân nhau lắm. Mà kiểu như học bác sĩ mà nhà đứa nào cũng có điều kiện hết á. Tại vì bây giờ thật sự mà nói không phải gì chứ, để nuôi một người mà học bác sĩ mà tới lúc ra mà để đi khám bệnh, đi làm việc được á, là
cả một kỳ công, không phải nhà nào cũng có đủ điều kiện để nuôi một bác sĩ đâu, một người học bác sĩ đâu. Đó, nguyên đám đó, nhà nào đứa nào cũng có điều kiện hết á. Cho nên là tính tình cũng phóng khoáng, thích đi du lịch đây đó mà đi kiểu tự phát, nổi hứng là trốn học đi, kiểu ngổ ngáo á. Thì tất nhiên là vô được trường học bác sĩ thì là phải học giỏi rồi. Nhưng mà đâu phải đứa nào học giỏi cũng ngoan hiền. Học giỏi nhưng mà cái đám này lại học giỏi mà thích chơi. À như vậy, nổi hứng lên là cả đám trốn học đi chơi. Đợt đó được nghỉ lễ 3 ngày, cả đám mới bàn nhau là thôi kiếm chỗ nào mà đi luôn một tuần đi, cho đầu óc nó thoải mái. Anh Trung anh mới đề nghị là như vậy. Lên Đà Lạt, cậu ảnh mới mua được một cái biệt thự với một cái mảnh đất sát bên rộng dữ lắm. Nó gần như là một quả đồi riêng biệt luôn vậy đó. Dự định của ổng là đầu tư là một khu nghỉ dưỡng. Đó, cả đám nghe vậy là khoái quá khoái. Đầu tiên là gọi điện xin cậu mượn cái chìa khóa. Thì ông cậu này không có con trai, mà ổng cưng ông Trung cực kỳ luôn. Muốn cái gì cũng được hết. Từ nhỏ tới lớn nhiều khi ổng còn cưng hơn ba má anh Trung nè. À, ông nói chú tài xế giờ, rồi cậu còn kêu chú tài xế của gia đình chở nguyên đám lên đó nè. Dặn chừng nào muốn về gọi điện chú lên trước. Đà Lạt thì đi nhiều lần rồi mà đâu có lần nào có cảm giác thích thú như vậy. Cậu của anh Trung thì đã cho người sửa sang lại cái khu biệt thự rồi. Trong đó có hồ nuôi cá nè, là có thể câu cá lên nướng ăn được luôn. Rồi có vườn hoa, có vườn cây ăn trái nữa. Có cả một cái suối nhỏ ở phía sau. Cái tuổi mộng mơ mà, nhìn thấy là mê tích luôn. Mấy ông con trai đòi ra cái bãi đất trống kế bên biệt thự á, cắm trại kiểu camping á, cắm trại ngủ ở đó, cho có không khí núi rừng. Còn hai bà con gái thì đi một đoạn đường 7-8 tiếng mệt quá, cho nên là kêu thôi để mai đi. À, đây là đêm đầu tiên cả đám ngủ trong cái biệt thự đó. Sáu đứa ngủ 3 phòng. Thì anh Trung ngủ một giấc cho tới sáng luôn. Mà không biết sao năm đứa kia ngủ được hay không mà sáng ra thấy đứa nào cũng lờ đờ, ngáp dài ngáp ngắn. Thang là hồi tối cứ nghe sao mà gõ tường lọc cọc tới gần sáng mới ngưng. Thời điểm đó chưa có đứa nào gặp ma cỏ gì hết á, cho nên là đâu có nghĩ gì tới, chỉ là một cái chuyện lạ thôi hay là một cái gì đó thôi. Rồi sáng ra thì lôi đồ nghề cắm trại trong nhà kho ra dựng 3 cái để cho hai đứa con gái một cái, còn 4 đứa con trai mỗi đứa 2 cái, mỗi lều là 2 đứa. À, cửa lều thì hướng sẽ hướng về khu biệt thự, còn lưng thì qua vô rừng thông. Làm cũng tại sinh viên mà tàn trối gà không chặt, cũng lật đật làm mà, nhưng mà trầy trật cả nguyên một buổi mới xong. Cả đám mới rủ nhau đi xuống suối chơi. Con suối ở sau nhà, sau cái khu đó cũng gần, tranh thủ chụp ảnh đồ này kia. Nói chung là đi nguyên một đám vậy, hồi thời sinh viên mà có dịp mình đi được những cái cuộc vui như vậy thì thực sự ra nhớ cả đời. Mà sau này khi lớn lên đi làm rồi thì chúng ta dù có muốn cũng không bao giờ là chơi vui được như hồi đó nữa. Chiều lại thì bắt đầu đem đồ ăn qua bên liều, đốt củi lên nướng. Anh Trung với một người tên Thắng, người bạn Thắng, cũng câu được 2 con cá lớn lắm, để vô nướng luôn. Ăn uống hát hò kể chuyện nói chuyện quá trời, tới 12 giờ đêm mới chịu đi ngủ. Hai cô gái trong nhóm tên là Thùy với Linh, thì hai người mới rủ nhau đi vệ sinh. Nguyên đám con trai có quay một cái tấm bạt lại để mà cho hai đứa con gái đỡ ngại. Chứ cụ tụi con trai thì dễ xè đâu cũng được mà. Mà hai bả mới đi có chút xíu à, đã chạy về rồi. Mặt mày ta nói xanh lè xanh lét. Hỏi ra thì bà Thùy bà nói là bả đi xong rồi. Sau đó bà đứng đợi bà Linh. Mà đứng bên ngoài cầm đèn cái rọi rọi vòng vòng cho đỡ sợ. Tự nhiên nghe cái tiếng rẹt rẹt ở trong bụi cây gần đó. Thì theo cái phản xạ của mình thì mình nghe thấy thì mình rọi vô về hướng đó. Vừa kịp lúc bà Linh cũng bước ra luôn. Và cả hai bà cùng thấy có một cái cục gì đó nó đen thùi lùi, mà cái răng nó trắng ẩn à. Nó ngồi thù lù ngay chỗ cái gốc cây đó đó. Hai con mắt nó sáng trưng vì bị đèn rồi trúng. Bà Linh bà khẳng định là bà đứng bà nhìn rõ ràng, nó nhếch miệng cười. Hai bà sợ quá bỏ chạy quýnh quán về bên này. Nghe kể xong mấy ông con trai hè nhau cười. Ai cũng nghĩ là chắc con gì đó trong rừng nó đi ra rồi xui xẻo đụng trúng hai bà này rồi. Nhưng mà cũng muốn nhắc hai bà,
Cho nên là cha nội tên là Minh mới cắt cớ nói là cái con đó tám phần là quỷ rừng có nanh luôn. Hai bà quắn quýu đồ về biệt thự ngủ. Mấy ổng mới kêu là đã muốn về thì hai đứa bay về và anh ngủ đi, bên này mát mẻ muốn chết thì tao không về đâu. Cái bốn ổng chui tọt cho hai cái liều. Rồi hai bà này sợ quá cũng phải đành bấm bụng chui vô liều của mình, mở đèn sáng trưng. Hai bà thì sợ muốn chết, còn bốn ông nội bên kia nhát người ta xong về lăn ra ngủ khò như không có chuyện gì hết. Nguyên cái đêm đó cũng không xảy ra chuyện gì. Sáng ra thấy hai bạn gái nói cười cười, mà mấy bà hỏi: ủa mấy ông mắt giống ôm gì mình tối không ngủ mà ngủ ngoài liều tôi cánh gì à? Sợ thì sợ lúc đó thôi chứ vô nằm chút cũng ngủ khò. Bốn thằng con trai mới nhìn nhau ngơ ngác hỏi: ủa vụ gì, ai ngồi canh hai đứa mày? Bà Thùy bà nghe hỏi ngược lại cái bà sợ sợ rồi. Bà nói rõ ràng là đang nằm cái nghe cái bước đi lẹt xẹt ở ngoài liều. Cái lúc đó hai đứa sợ quá ngồi dậy thủ thế luôn á, tính chạy. Nhưng mà sao thấy bốn cái lưng dựa vô hai bên vách rõ ràng mà ngồi im vậy thôi. Gần sáng giật mình dậy vẫn còn thấy luôn. Mấy ông này chối leo lẻo à. Hai bà kia mới nghĩ một hồi, nhiều khi mấy anh cha nội này cố tình nói vậy đang chọc nhát ma mình nữa, cho nên cũng thôi im luôn. Nhưng mà trong bụng của bốn cha đó là thực tế là bốn cha biết là bốn cha ôm nhau ngủ khò mà, rảnh đâu mà ra ngồi canh trời Đà Lạt về đêm nó lạnh thế bà. Mà ráng ém luôn, không có dám nói ra, sợ không có dám biểu hiện gì ra, sợ mấy bà này sợ rồi mất vui cuộc đi chơi. Vậy đó mà vẫn lì, vẫn tiếp tục chơi ngoài liều, nghĩ là coi chừng mấy bà này một chút, hoặc là nghĩ là mấy bà này cũng nói cố tình nói vậy chọc ghẹo lại ngược lại mình. Bởi vậy cái gì chứ cái gì mà đoán nó mệt lắm, phải không? Cứ chúng ta tập cái thói quen cái gì cũng phải làm cho nó tới, tìm hiểu cái chuyện gì tìm hiểu nó cho tới khi nó mang cái tính xác thực thì thôi, chứ đừng có để suy đoán. Thì mấy ông nội này, mấy ông bà này cũng vậy. Tối lại cả đám tiếp tục chơi khuya lơ khuya lắc mới nghỉ. Lần này hai bà kia đi vệ sinh thì bốn ông này đi theo cảnh giới cho an toàn luôn. Lúc về được liều được một chút thì mấy chả mới nhắn tin: bàn kế hoạch đi, bây giờ mình nhát mà hai con mẹ này một trận. Nguyên đám nhẹ nhẹ đi ra cái chỗ nấu cái nồi nước. Tại nấu bằng củi đốt mà, cho nên lọ tùm lum lấy trét lên mặt đen thui hết trơn. Xong cái bắt đầu đi lẹt xẹt ra cửa liều mấy bà. Cái quào quào lên. Thằng này dòm mặt thằng kia mà cười đau bụng hết trơn trời. Ai đợi ma cỏ gì mà mặt đen thui như đít nồi vậy, làm răng thì trắng bóc. Có ông nội tên Đại còn ngậm hai trái ớt vô làm răng nanh nữa. Mà hai bà kia ngủ mê không biết gì á. Đèn thì sáng trưng. Đó, mấy ông này quào liều mà hồi mệt quá mà thấy hai bà vẫn tỉnh bơ. Nhưng mà cho tới một chập sau thấy hai bà ngồi vậy nha. Mà cái kiểu ngồi bật một phát vậy như kiểu cương thi trong phim vậy đó. Mấy ông này giật mình cái đuổi luôn. Xong cũng không nghĩ gì, bắt đầu bốn cái mặt mới chụm vô ngay cái cửa liều chờ hai bà kia bò ra. Mà hai bà kia bò ra đúng theo nghĩa đen luôn. Chậm chậm. Bốn ông chờ mà muốn tê cái lưng. Tại gồng mà, tại đang thò đầu vô mà. Cái cửa liều mở ra một cái rẹt. Bốn cha này chụm mặt vô hù một tiếng. Nhưng mà hù xong là hai bà kia không té, mà bốn cha nội này té. Té chồng chéo lên nhau rồi lơm cơm bỏ dậy chạy. Cả hai bà luôn. Con mắt trợn ngược lên nguyên cái tròng trắng. Mà gân máu nó nổi đỏ lên mà nổi chằn nổi chịch hết trơn. Răng thì cứ nghiến trèo trèo mà nước giải cháy rong rong ra. Nhìn là phải chết điếng liền chứ không có đường nào mà khỏi hết. Bốn ông chạy đằng trước, hai bà được đằng sau. Mấy ông thì vừa chạy vừa ngoái đầu lại coi. Thì thấy hai bà bò dí sát theo. Cái tướng bò sởm ở dưới đất á, mà nhanh khủng khiếp luôn. Bò đã thì đứng lên chạy. Anh Trung mới nói cái cảnh tượng lúc đó y hệt như trong rượt đuổi trong phim ma. Mấy bà chạy cái kiểu bằng nửa cái bàn chân. Người thì đơ cứng mà rượt theo sát rạc á. Cái liệu với cái biệt thự cách nhau chừng trăm thước thôi mà mấy ông chạy hoài không tới. Bị gì té lên té xuống cái sợ chân cẳng quýu lại hết trơn rồi. Phần cũng lo cho hai bà kia không có dám chạy bước ra. Nói thiệt là vậy.
Mà mấy bà đang rượt cái tự nhiên quay đầu chạy thẳng vô tóc chạy vô rừng. Để mấy ông này phải cũng phải quay đầu lại rượt theo, sợ hai bà chạy vô trống có chuyện gì thì ăn cho hết luôn. Ông Trung ông vừa nói vừa cười. Là lúc kể á mới nói chứ ma gì mà khôn như quỷ vậy đó, nó dụ mấy ông. Hai bà chạy đi, mấy ông dí theo. Tới một lúc cái nó quay ngược trở lại, nó hốt luôn nguyên chùm luôn. Hai bà lúc đó mạnh khủng khiếp nha. Mỗi bà hai tay xách cái cổ áo của hai thằng dơ lên, mà nó dơ hỏng giò luôn chứ không phải chơi. Cái giọng thì khè khè giống như bị khàn tiếng dữ dằn lắm vậy. Nói là dám tới đây phá chỗ của tụi tao, làm dơ dái trên đầu trên cổ tụi tao, hên là tụi mày không có trai gái ở trong này, trai trên gái dưới á, chứ không thì tụi tao không có nhẹ tay như vậy đâu. Nói xong câu đó cái bà xỉu, hai bà xỉu cái đùng, bốn ông cũng xiển miễn hết trơn, quýnh quán hốt nhau chạy về biệt thự. Anh Trung nói làm như là người ta muốn đuổi mình đi liền vậy đó. Về tới biệt thự cũng không có yên, sáu đứa dồn vô một phòng, hai bà kia thì vẫn còn bất tỉnh nằm trên giường đó, bốn thằng con trai thì dạ giật dưới nền. Lúc đó anh Trung nói chính anh khó ngủ quá, anh mới mở cái cửa sổ để dòm thử xung quanh coi có cái gì lạ không. Thì anh nói anh nhìn thấy một cái cảnh tượng mà không bao giờ anh quên được. Từ cái bãi đất chỗ tụi anh căng lều, bóng đen ở đâu mà nó lúc nhúc quá trời, cứ từ từ chui lên mỗi lúc một nhiều, rồi đi hướng về cái biệt thự. Có người đi, có người bò, có người lê lết, muôn hình dạng trạng hết trơn. Lúc này anh nghe cái mình mẩy mình cứng ngắc rồi, muốn đưa tay đóng cửa sổ mà không có được. Bên lỗ tai của anh nghe ba thằng bạn nó xù xì, là đó, đỡ rồi đó, gõ nữa rồi đó. Mắt anh thì cứ nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Lúc này mới chợt hiểu ra, à cái tiếng mà nghe gõ tường là xuất phát từ đâu. Là tại vì mấy cái bóng đen đó bò qua tới bên này rồi bắt đầu bò leo lên tường. Thì mỗi lần mấy cái bóng chụp tay lên tường là phát ra cái tiếng lụp bụp. Anh nói bò y như con thằng lằn, chậm chạp từng cái cử động. Nhưng mà do nhiều quá cho nên mới có nhiều cái âm thanh lụp bụp nó phát ra vậy đó, nó tạo ra cái tiếng gõ liên tục như vậy. Anh nói cái dàn bóng đen đó nó bò tới gần rồi là óc cục của anh cũng lên theo, cứng mình cứng mẩy hết trơn, hai chân đánh vô nhau lụp cụp mà không có quỳ được. Cái lúc mà nó bò lên gần sát cửa sổ rồi, ngay cái chỗ anh đứng luôn, cái tự nhiên nó rớt một cái bẹp xuống dưới đất rồi bên bò lên ngược, bò lên lại tiếp. Anh sợ muốn chết muốn đúng nghĩa luôn, ý là sợ muốn chết muốn đúng nghĩa luôn, tại lúc đó chết còn sướng hơn. Tim cứ đập nhanh thiệt là nhanh rồi cái ngưng lại một chút, người ta gọi là thoát tim. Tới lúc ông Minh ông mới thấy anh cứ đứng như trời trồng vậy, mới lại vỗ tay vỗ vô vai anh một cái, là lúc đó là anh quỵ luôn. Tới hồi mở mắt ra là sáng bừng rồi. Mà cái câu đầu tiên anh nói nha là nhanh nhanh tụi bay ơi, gom đồ đi về liền. Mấy người kia nói thôi khỏi, tụi tao gom hết rồi, kêu xe luôn rồi, bác Tài đang chở ở dưới. Về tới Sài Gòn anh chạy qua nhà cậu liền, kể hết cho cậu nghe. Cậu nghe xong chăm chú lắm mà rồi còn chửi anh khùng nữa. Tại vì ổng sợ anh chơi đồ á. Ông đòi bắt xe, ổng lấy xe ổng chở anh đi xét nghiệm máu á, coi có chơi đồ cấm không. Anh tức quá trời luôn, nhưng mà sợ ông cậu lắm không dám nói nhiều, mới chạy qua nói với mợ. Mợ nói là mợ là dân kinh doanh, nào giờ mợ tin mấy chuyện tâm linh lắm. Mợ có nói, mợ nói miếng đất đó là của bạn cậu giới thiệu. Ông lên coi ông phát xong cái ông ký giấy rẹt rẹt cũng chồng tiền luôn, không bàn với mợ gì. Thì sửa sang tu bổ này kia ông cũng làm luôn. Như cái chuyện đó mà hai người chiến tranh lạnh mấy tháng nay. Mợ đi coi bối, thầy nói miếng đất đó là được dựng lên từ một khu nghĩa địa lớn lắm. Rõ ràng là có rất nhiều dông. Có lẽ là không có người thân nhận, cho nên người ta sang bằng luôn, di dời tốn tiền tốn bạc đâu có ít. Mợ ông bán tính bán nghi, thì sau cái chuyện đó của anh nghe anh Trung nói xong, mợ rước ông thầy đi một hơi lên đó luôn. Anh Trung cũng tò mò xin đi theo mợ. Lên tới nơi ổng mới nhờ anh đi mua 100 trứng gà về cho mợ luộc lên rồi đem trứng ra qua miếng đất cúng. Cái hồi anh bưng qua cái mâm trứng nó nóng hổi, nó bốc khói nha, mà thầy đốt khấn cái gì đó không biết, mới quay qua quay lại thôi. Thầy đi tới cầm một cái trứng lên kêu mợ lột ra. Trời ơi, lúc đó cái trứng nó lạnh tanh rồi, đập ra một cái nhớt của dây trình tanh rình à. Ông thầy ông lắc đầu ông nói hiếm có ai mà giải quyết được cái miếng đất này lắm,
ổng chỉ đi lên đây để chứng minh cho mợ thấy là ổng không có nói gian thôi. Chứ ổng cũng bó tay rồi. Mợ về mợ với cậu tranh cãi nhiều lắm về cái miếng đất đó. Sau này lúc đưa vô kinh doanh á, xảy ra sự cố liên tục. Có một cái nhóm kia tới thuê nghỉ dưỡng cũng như tụi anh Trung hồi đợt trước vậy đó. Nhưng mà khác là nhóm này đi theo cặp. Đang đêm thì trong cái liều của cái cặp kia la hét lên quá trời. Chạy vô thì phát hiện cái người con trai nằm gục trên mình người con gái. Kiểm tra thì chết rồi, bọt mép trào ra. Cái người bạn gái đó thì hoảng loạn, nghe nói sao bị tâm thần luôn. Bởi vậy đâu có biết ai hỏi được nguyên nhân là gì sao đâu. Chỉ đoán là chắc cha này thượng mã phong, rồi còn bà kia thì sợ quá quá điên. Thời gian sau này thì Thùy, cái cô bạn chung nhóm với anh Trung, phải đi điều trị tâm lý. Anh cại miệng dữ lắm mới nói là từ ngày lên đó chơi về tới tận thời điểm mà hai người nói chuyện với nhau luôn, đêm nào thì cũng nằm mơ chiêm bao thấy có đúng một cảnh thôi, là có rất nhiều người bị dẫn tới miếng đất đó, bị trói tai bịt mắt, lớn nhỏ có đủ hết, mà mặc quần áo kỳ lạ lắm chứ không phải là như người mình, người kinh mình. Có mấy cái hố lớn được đào ra sẵn, nhỏ thì bị xô thẳng xuống dưới, lớn thì bị đập đầu. Thì nói mơ rõ tới nỗi mà thấy cảnh đầu người ta bị đập nứt toát, cái cây làm hung khí dính bết tóc với máu của người, máu chảy dọc xuống mà nhỏ lợp bợp xuống đất. Tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng bụp cô khóc vang lên trong đầu Thùy vậy đó. Có khi đang thức, ngồi mơ màng cũng nghe thấy được cái âm thanh đó. Sau này anh Trung khi mà ra trường rồi thì về làm cho phòng khám của cô anh, cô ruột. Tới tận bây giờ thì anh cũng không biết rốt cuộc là cái mảnh đất đó đã từng xảy ra cái sự việc cụ thể như thế nào. Và sau này thì nghe nói cậu mợ cũng không còn kinh doanh được ở cái chỗ đó nữa, đành bỏ không luôn vậy đó. Thì có đúng như bạn Thùy của anh mơ thấy hay không, cái câu chuyện đã từng xảy ra đó, hay đơn thuần chỉ là sợ quá mà tưởng tượng ra thôi? Tới bây giờ thì câu chuyện nó vẫn chưa xác thực được. Nhưng mà có một cái là nói tới hai chữ cấm trại là anh không bao giờ dám ám ảnh luôn. Nhất là tới mấy cái chỗ rừng núi này kia. Không đi cắm trại, đi du lịch bình thường thôi, mà tới chỗ rừng núi mà cũng không dám lớn tiếng giỡn hết như hồi trước nữa. Anh gọi nó là một cái thời trẻ trâu à, nhưng mà trẻ trâu nhưng mà cũng là một thời thanh xuân tươi đẹp. Đó là cái câu chuyện của bạn Trực gửi về cho kênh chúng ta. Và cũng đóng lại video số 111 ở đây. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.